phụ trợ hơi bé. Rồi, các bạn cùng xem một cây me. Cây me cho chúng ta có thể có quả cho chúng ta nấu canh chua là tuyệt vời luôn. Cây me làm bonsai, lá nhỏ. Thì sẽ cắt qua đi một chút. Sau đó thì sẽ cắt kỹ lại. Cây me. Cây gì chúng ta cũng cần phải được điều chỉnh. Để lâu quá nó cũng sẽ bị bỏ răm, bỏ những cành yếu. Nó sẽ không phát triển đồng đều được. Vì tất cả những cái vị trí nó cần được quang hợp, phải nhận được ánh sáng thì vị trí đó mới đẹp được. Cái khế đấy con tử ấy dễ mà phải cắt đi lấy cái mầm dưới cùng. Vì nó chẳng ra cái mặt chơi, chẳng ra đâu vào đâu. Nó cao che hết nó cơ mẹ. Mà nó lại ngằng ngặn. Lấy một cái mầm xong bắt đầu quay sang bên phải hay bên trái thì nó không che vào mẹ nữa. Thì nó mới đẹp được, mới mở được mặt chơi. Thế đấy nó để mặt, nó không có mặt chơi. Cho cậu gì về không? Cho cậu gì về vớt lá cho cái này trước. Đây này, một tay đỡ vào một tay ấy rồi. Đây là cái lá đi. Cho nó ra nhiều lắm. Cây mẹ. Cái này
thăm mỗi thằng ở Sông Sơn nữa. Dạ em mãi mà không làm. Thích cây này mua yếu đạo kéo thì cái này nhắn tìm. Ừ. Để u nhắn. Chưa được khỏe cây. Đấy cái còn cái tháp trắng không? Vít cái này cho nó ngang hết rồi. Cái tháp trắng bé à? Các bạn thấy chúng ta để lâu những cái này nó ngóc lên. Nó ngóc lên làm cho các bông tay của chúng ta nó mất đi sự thăng bằng. Cái thép nhỡ đâu? Thép đen nhỡ. Cái đấy vẫn to, còn loại to hơn cái loại kia mà. Có loại này của mình đây bé nhất đi. Biết nhỉ. À, còn một loại to hơn loại đấy mà. Đây là hoa me đây các bạn, đang lúc ra hoa, ra hoa đây các bạn nhé. Ra hoa thì sẽ cho chúng ta ra trái à. Tuy nhiên thì chúng ta đang cần đẹp cho cây, chưa cần có quả. Nào xuống thì cho lên, nào lên thì cho xuống. Năm người cây bé tí mỗi xe em phi to vậy. Nhất chú. Còn mày cắt gì mà cắt cả buổi sáng không xong á. Ngồi ngủ à. Cho nó lên. Này nó cứ phải ngồng già nó mới ra hoa. Bao nhiêu năm? Vâng, vậy. Dạ. Cái này nó lồi lõm nhiều. Ừ. Dạ.
nâng như nâng trứng, nâng niu. Rồi, một cây me rất là già đấy các bạn. Rất già, me có thể cho chúng ta ra hoa, ra quả. Quả mà nấu canh chua thì thôi rồi. Vừa chơi bonsai, vừa đôi khi nhỡ chúng ta có thể sử dụng. Các bạn chơi thì chúng ta cứ chơi đa dạng cây các bạn, thì khuôn viên của chúng ta nó phong phú hơn. Còn các bạn kinh doanh thì đi sâu vào những cái gì gọi là dễ giao lưu, để cái đồng vốn của chúng ta nó không bị đọng, gọi là dễ trao đổi, tùy theo mỗi của mỗi người. Còn chúng ta chơi thì tốt nhất là các bạn nên chơi đa dạng, nó sẽ phong phú hơn. À, xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn quý vị các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.